Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải một cái chuyên đề về cân bằng phương trình hóa học lớp 8. Thì về cân bằng phương trình hóa học lớp 8 thì thầy sẽ đưa ra hai cái cách cân bằng phương trình. Cân bằng thứ nhất là chẵn lẻ. Và cách thứ hai là cân bằng theo phương pháp đại số. Thì cái phương pháp chẵn lẻ là như thế nào? Thì có nghĩa là chúng ta điền một cái hệ số phía trước của cái chắc đó để cho nó thành con số chẵn, được không? Ví dụ như chúng ta lấy một cái chắc, như thế này. XO3, thấy số 3 là lẻ đúng không? Lẻ chúng ta phải làm sao cho nó chẵn. Được, cho nó chẵn. Cho nó chẵn thì có nghĩa ta phải điền cái hệ số phía trước này. Điền cái hệ số phía trước này làm sao cho đó, cho cái oxy này, đây là oxy, nó trở thành là số chẵn. Được không? Đó gọi là phương pháp chẵn lẻ. Thì cái ví dụ như đây cũng vậy, đây là số 3 thì nó lẻ. Thì chúng ta phải điền con số phía trước này, con số gì đó, nó trở thành cái oxy này trở thành chẵn, được không? Đây 3 thì chẳng hạn đây chúng ta điền là 2 đi. 2 nhân 3 là 6, oxy 6 là chẵn. Chẳng hạn chúng ta điền 4 đi. 4 3 12, được không? Chẵn. Ví dụ như thế này, oxy nó chẵn, nó lẻ thì chúng ta điền gì? Điền làm sao đó cho nó chẵn. Thì chúng ta điền cái hệ, đây là hệ số phía trước này gọi là cái hệ số. Điền cái hệ số 2. 2 2 nhân 5 là 10. Oxy nó sẽ chẵn, được không? Đó là gọi là phương trình, cái cách thứ nhất gọi là chẵn lẻ. Cách thứ hai đó là phương pháp đại số. Phương pháp đại số là như thế nào? Ví dụ như cái phương trình này. Phương pháp đại số áp dụng khi nào? Khi bài toán nó rất khó, được không? Nó khó thì chúng ta phải tìm cái cách gọi là cái phương pháp đại số. Nhưng mà thầy chỉ nói sơ sơ thôi, tại vì lý do là cái cách này nó khó. Đó là cách giải phương trình, lập hệ phương trình và giải phương trình. Mà lập phương trình và giải hệ phương trình thì nó lớp 9 mấy em mới học được, được không? Lớp 9 mấy em mới học. Cho nên lớp 8 em chưa học được cái phần đó. Cho nên thầy chỉ nói sơ sơ, cái cách sơ sơ thôi. Ví dụ như thầy lấy cái phương trình đầu tiên là M magie Cl2 cộng cho KOH cho ra magie OH tất cả hai lần cộng với KCl. Nào. Thì cái phương pháp đại số này chúng ta đặt ở đây là hệ số A, hệ số B, hệ số C và hệ số D. Được không? Thì theo nguyên tắc thì bên này có bao nhiêu nguyên tử hoặc là bao nhiêu phân tử thì bên này cũng có bấy nhiêu, nghe không? Bên này có bao nhiêu magie thì bên này cũng có bấy nhiêu magie, nghe không? Bên này có bao nhiêu clo thì bên này cũng có bấy nhiêu clo. Và tương tự bên này có bao nhiêu kali thì bên này cũng có bấy nhiêu kali. Như vậy mình hiểu nôm na là như thế này, có nghĩa là A về magie. Nghe không? Về nhanh magie, nghe không? Magie là A, nghe không? Có một đúng không? Màu A thì bằng bên này bao nhiêu, như vậy là bằng A lần C, được không? Rồi tiếp theo clo, clo thì bên nào là bao nhiêu? 2A đúng không? Đây là A mà đây số 2 nên là 2A, 2A bằng gì? Bên này clo bao nhiêu? Đây 1 là D, được không? Rồi tiếp theo tới nguyên tố kali thì kali bên này có phải là bằng B không? Nè. B bằng bên này là D. Được không? Rồi tiếp theo là tới oxy. Oxy bên này có phải là bên này chỉ có là BOxy. À, B bằng bên nào bao nhiêu đây? 2 oxy. 2C. À, 2C. Được không? Rồi tiếp theo H là bằng bao nhiêu? H là phải B không?
B bằng bao nhiêu? 2C. Nào, đây. E 2C. Như vậy từ những cái phương trình, cái hệ phương trình này chúng ta giải ra, chúng ta tìm A, B, C rồi chúng ta điền vào đây. Được không? Thì đó gọi là cái giải hệ phương trình, nó hơi khó. Lớp 9 chúng ta mới học, cho nên cái phần này chúng ta không có học, không làm. Thầy chỉ nói sơ sơ cho mình biết thôi. Rồi quay lại của mình, thứ nhất là cái chẵn lẻ và cái thứ hai là mò, đoán mò. Bài số 1 thì chúng ta làm gì đây? Magie clorua cộng với kali oxit bằng magie oxit cộng với lại KCl. Đó. Rồi đầu tiên thì chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy magie và magie bên này là bằng nhau rồi, được không? Cho nên chúng ta không quan tâm tới. Được. Rồi chúng ta tới K. Thường chúng ta phải xét, thường chúng ta xét cái nguyên tố kim loại trước, được không? Oxy thì thường thì chúng ta xét cuối cùng, được không? Ít khi xét, hạt nếu khi có xét thì không có xét là thường nó sẽ ra cuối cùng. Đây, magie thì bên này cũng có magie là 1, được không? Theo nguyên tắc thì bên này có bao nhiêu magie thì bên này có bấy nhiêu magie. Mà trước khi cân bằng thì chúng ta phải đếm để xem nó như thế nào. Nhiều khi cái phương trình đó nó đã đủ rồi, chúng ta không cần cân bằng. Được không? Chúng ta không cần cân bằng. Trước tiên chúng ta đếm xem ở bên này bao nhiêu magie, 1 magie, bên này 1 magie. Ok. Bên này tiếp theo clo, bên này là 2. Bên này có 1 à. Kali bên này bao nhiêu? 1, bên này 1. Oxy bên này là 1. Oxy bên này là 2. Cái số 2 này là nó của hydro và của oxy luôn nha. Cho nên oxy này là oxy 2 và hydro này cũng là hydro 2 nha. Vậy oxy bên này là 1, bên này 2. Hydro bên này là 2. Rồi, chúng ta ngoại trừ cái magie và kali này bằng nhau rồi thì chúng ta lấy thấy thằng này clo. Được không? Clo bên này là gì? Clo bên này là 2, đúng không? Còn clo bên này là bao nhiêu? Clo bên này có 1. Vậy thì chúng ta thêm 2 đi, 2 để cho nó bằng nhau. Nha, 2 thêm 2. Giả sử chúng ta thêm 2. Thêm 2 rồi bắt đầu chúng ta phải tính toán, chúng ta xem lại. Bây giờ 2 clo, đây là 2 clo được. Nha. Nhưng mà kali bây giờ nó là lanh 2 rồi nè. Bên này kali có 1 nè. Thêm 2 dưới đây thì kali này là 2. Nha. Như vậy đây là bắt buộc chúng ta phải thêm 2, tại vì để kali nó hai bên nó bằng nhau thì bắt buộc đây chúng ta phải thêm 2. Nha. Thêm 2 thì kali bằng nhau rồi đó, thì bắt đầu chúng ta đếm lại tất cả những cái nguyên tố khác coi. Magie 1 đang rồi. Clo 2, bên này clo 2. Đây là số 2, nên là clo nó cũng là 2 nha. Chứ không phải là kali đâu nè. Clo này cũng là 2. Số 2 này và số 2 ở này, hai cái vị trí này nó giống nhau. Rồi. Nó đây là cũng 2. Clo này cũng clo 2. Bên này cũng clo là 2 nha. Rồi tiếp theo oxy. Bên này là đây nó giống như nhân phân phối vậy. 2 này của oxy là 2 này. Được chưa? Số 2 này cũng giống như phân phối vậy. Để oxy là 2 là đủ. Hydro 2. Bên này 2. Giờ đủ hết rồi. Được. Giờ đó là phương trình đã cân bằng. Tiếp theo, câu số 2. Câu số 2 chúng ta xem, trước tiên chúng ta đếm coi thử những cái nguyên tố bên này và bên này có bằng nhau chưa? Đồng 1. Đồng bên này 1. Được không? Oxy bên này 2. Oxy bên này là 1. Hydro bên này 2. Hydro 2 với 1 là 3, bên này có 2. Được không? Clo là 2. Bên này là có 1. Như vậy, ngoài đồng đã bằng nhau rồi thì chúng ta đi cân bằng cái clo. Clo đây 2 thì chúng ta bên này chúng ta thêm 2.
Nha. Thêm hai chỗ này thì cờ lo nó đã 2 và hydro nó lên 2. Được không? Hydro bên này là 2, bên này hydro này là 2 nên là 4, được không? 2 hydro cộng 2 hydro là 4. Bên này như vậy là bên này có 2 hydro, chúng ta thêm 2. Được không? Rồi, như vậy đồng đã đếm xong, cờ lo đã đếm xong, hydro đếm xong rồi, cầu oxy. Oxy bên này là 2. Bên này oxy này cũng là 2. Nha. Có số 2 này có nó chỉ ảnh hưởng đến cái chữ H thôi. Còn số 2 màu đỏ này nó ảnh hưởng của chữ H và ảnh hưởng của oxy này luôn. Được không? Cho nên oxy là 2, bên này 2, đủ. Câu số 3. Rồi, chúng ta xem. Đồng bên này là 1, đồng bên này 1. Rồi, oxy bên này là 2. 2 với lại 4 là 6. Oxy này 2 này, với 4 là 6 này. Oxy bên này là 4 với 1 là 5. 5. Bên kia 6, bên này 5. Hydro bên này là bao nhiêu? 2. 2 là 4. Bên này không có hydro, bên này 2. Bây giờ chúng ta thể thêm 2 hydro đây. 2 với 2 là 4, 4 hydro, bên này là 4 hydro đủ. Rồi chúng ta đi đếm coi thử. Lewin. Lewin đây 1, đây 1. Rồi còn lại là gì? Oxy. Oxy chúng ta đếm lại. Oxy đây bao nhiêu? 2. Với 4 là 6. Bên là 4. 2 là đủ 6. Như vậy đồng oxy hydro lewin đếm đã đủ. Tiếp theo câu số 4. Chúng ta đếm sắt coi. Sắt bên này bao nhiêu? 1. Sắt bên này bao nhiêu? 1. Nghe không? Tiếp theo. Ta thấy oxy bên này là 1. Bên này là 1. Hydro bên này là 1, bên này là 2. Clo thì bên này là 1, bên này là 2. Như vậy đây là 2 thì chúng ta thêm 2. Thêm 2 thì clo đã đủ 2, hydro là 2. Bên này hydro là 2 là đủ. Không? Giờ chúng ta kiểm tra hết lại thì tất cả đều đủ. Bên này có bao nhiêu sắt thì bên này có bấy nhiêu sắt. Clo bên này bao nhiêu? 2 thì bên này cũng 2. Oxy bên này 1 thì oxy bên này cũng 1. Được. Tiếp theo, và số 5. Sắt bên này 2, sắt bên này 2. Được. Cái này chúng ta ngoài ra chúng ta cũng có thể cái cân bằng theo nhóm nha. Nhóm. Cân bằng theo nhóm. Nhóm HO4, đây là một cái nhóm HO4, được. Đây là nhóm HO4, đây là cái nhóm HO4. HO4 này chúng ta thấy là 3 nhóm. Được, bên này 3 nhóm. Thì bên này tất nhiên nó cũng phải là 3 nhóm, được. 3 nhóm chúng ta điền số 3. Rồi, 3 nhóm rồi chúng ta đếm xem. Oxy bao nhiêu? Sắt là đủ rồi, 2 là đủ rồi. Hydro. Hydro bên này là 6. Bên này mới có 2 à. Lưu huỳnh là 3, bên này là lưu huỳnh 3 đủ. Được không? Hydro oxy, bên này là 3, bên này 3 x 4 là 12, 12 với 3 là 15. Bên này là 3 4 12 với lại 1 là 13. Giờ chúng ta chỉ việc thêm bên này hydro là 2, bên này chúng ta thêm 3 nữa, được không? Hydro là 6, bên này hydro 6. Ta đếm lại oxy thử coi. Bên này là 3, bên này 4 3 12 15. Bên này là bao nhiêu? 3 x 4 là 12 với 3 là 15, đủ. Bài số 6. Đồng. Bên này 1, bên này 1. Được không? Rồi. Đây là cái nhóm OH 2 lần. Đây là cái nhóm oxit hydroxit. Rồi hydroxit là 2. Bên này bây giờ nhóm bao nhiêu? Cũng này OH này. Có 1 à. Giờ chắc chắn ngay là chúng ta sẽ thêm 2. Được không?
Và nhóm NO3 đây 2 thì chắc chắn đây bên này cũng là 2. Nhớ không? Rồi, ngay dưới này là hai nhóm OH thì chúng ta sẽ thêm hai nhóm OH. Và nhóm NO3 chỗ này là 2 thì bên này chúng ta sẽ thêm 2. Rồi chúng ta sẽ đếm lại thử xem. Đồng 1 đồng 1. Nhóm NO3 là 2. Bên này nhóm NO3 cũng là 2. Natri là 2, đây natri 2. Nhóm OH là 2, nhóm OH cũng là 2, đủ. Bài số 7. Oxy bên này, B bên này là 2, B bên này là 1, B bên này là 2. Được không? Oxy bên này là 2, oxy bên này là 5. Vậy 5 này chúng ta sẽ làm tròn lên, đang đây là số lẻ thì chúng ta sẽ làm tròn lên số chẵn. Thì chúng ta sẽ thêm 2 để thành 10, được không? Như vậy đã thêm 2 thì phosphor này lên 4. 2 x 2 là 4, như vậy phosphor là 4. Như vậy là đây là 10 oxy, bên này 5, đúng không? Đây là 2, chúng ta thêm 5 nữa là đủ 10. Cho số 8, nitơ 2, bên này nitơ có 1. Oxy 2 này oxy có 1. Rồi chúng ta thêm 2 vô đây là đủ rồi. Nitơ 2, nitơ 2, oxy 2, oxy 2. Tiếp theo của bài số 9. Đây oxy 1, oxy là 2 là 3. Bên này 2. Được không? 2 thì chúng ta sẽ làm tròn lên. Như vậy bên này là chúng ta thêm 2 là 4. Bên này có 2 được không? Chúng ta thêm 2 như này đủ 4. 2 oxy là 4 oxy. Nitơ 2, nitơ 2. Bài số 10, câu số 10. Rồi, bài này gì đây? Oxy bên này là bao nhiêu? 3. 3 thì chúng ta sẽ làm tròn lên. Được không? Làm tròn lên. Làm tròn lên bao nhiêu? Cái này cái lẻ thì chúng ta sẽ thêm hệ số này thành là số chẵn. Chẵn ví dụ như chúng ta thêm 2 là 6. Nhá. Giả dụ như chúng ta thêm 2 là 6. Né thêm 2 thì chỗ này nó là 2. Né thêm 2 chỗ này thì nitơ này nó phải là thêm 2, đúng không? Thêm 2 thì ngay chỗ này là oxy thành 4, 4 với 2 là 6, 6 với 1 7, bên này có 6 oxy, không được. Được không? Cho nên chúng ta phải làm tròn thêm nữa. 3 nhân 3 lên thì nó bị lẻ. 3 nhân 3 là 9 nữa. Chúng ta thêm 4 này. 4 4 nitơ thì như thế này chúng ta sẽ thêm 4 nitơ. Rồi, oxy. Ngay như thế này chúng ta thêm 4 thì 4 hydro, bên này có 2 hydro à. Vậy chúng ta sẽ thêm 2 hydro đủ 4. Rồi chúng ta đếm oxy lại thử xem. 4 2 8 8 2 10 12 12. Nha. Bên này là 4 3 12. Đủ. Câu số 10. Câu số 11. Bên này oxy là 2, bên này 2 là 4, bên này là 3, nè. Thì chúng ta sẽ thêm 2 như này để lên chẵn. Mà 6. Mà thêm như thế này là x nó lên 2 rồi. À, x lên 2 thì ngay như này x nó phải lên 2 nữa. Chúng ta kiểm tra lại coi. Thì lưu huỳnh 2, bên này 2 đủ. Kiểm tra oxy 2 4, 4 2 6, 2 3 6 đủ. Bài 12.
Nitơ 2. Bên này nitơ có 1. Oxy 5. 1, 6. Bên này có 3. Hydro 2 bên này có 1. Vậy chúng ta đây là nitơ 2 thì đây là chúng ta thêm 2. Chúng ta kiểm tra lại xem. Nitơ đủ nè, đây 2, đây 2. Hydro đây 2, đây 2. Đủ. Oxy 5, 1, 6. 2, 3, 6, đủ. Bài 13. Đây là nhôm. Nhôm 2. Bên này là nhôm có 1. Nè, nhôm có 1. HO4. Ở đây là 3. Nè, 3. Nhóm HO4 bên này là có 1. Nhóm NO3 là đây 3. Bên này có 1. Nè. Vậy thì chúng ta sẽ làm sao đây? Nhóm HO4 này là 3 đúng không? HO4 này nhóm 3 đúng không? Chúng ta thêm 3 đi. Để HO4 này chúng ta có 3 nhóm. Nhôm là đây 2 đúng không? Nhôm đây có 1, chúng ta thêm 2. Nào. Nhôm đây 2 này. Đây có 1, chúng ta thêm 2. Này thì sao? Nhóm NO3 này có bao nhiêu đây? Có 6 nhóm lận, 2 x 3 là 6, 6 nhóm có NO3. Bên này có bao nhiêu? Có 1 nhóm, chúng ta thêm 6. Bạc này là 3 x 2 là 6, bên này cũng 6 bạc. Rồi kiểm tra lại coi, nhóm 2. Nhóm HO4 là 3. HO4 là 3. Bạc là 6, bên này là 2 x 3 là 6. Nhóm NO3 là 6, bên này 2 x cho 3 là 6, đủ. Câu 14. Nhôm đây 2, nhôm đây 1. Thì chúng ta thêm 2 cho đủ, được không? Nhóm HO4 này là bao nhiêu? 3 nhóm, bên này có 1 nhóm, chúng ta thêm 3. Ba nhân 2 là 6, 6 natri. Đây có 1 natri, chúng ta thêm 6. Nhóm OH này là 3 nhân 2 là 6. Nhóm OH này là 6, đủ. Vậy là đủ hết rồi. Bài 15, câu 15. Canxi oxit cộng với CO2. Canxi CO3. Canxi 1. C1. Oxy 1, 2 là 3. Bên này là 3. Đủ. Khỏi cần cân bạc. Rồi. Câu 16. Canxi 1. Canxi bên này cũng 1. Đủ. Oxy 1. Bước 1 đây là 2. Oxy này 2. Đủ. Hydro đây 2, hydro đây 2, đủ. Phương trình này khỏi cần cân bằng. Câu 17. Canxi 1. C1, bữa đây là 2. Bên này là C là 2. Này, số 2 đóng mặt này là con C này là số 2 nha. Đó, đóng mặt như thế này là con CN2. Oxy 3, 1 là 4,
4 là cộng 2 là bằng 6. Oxy là 2 bằng 6. Ồ, phương trình này đủ luôn, khó cần cân bằng. Rồi, chúng ta đếm bên này bao nhiêu, bên kia bấy nhiêu đủ, khó cần cân bằng. Có 18. Natri 1. Natri bên này là 2, có sự chênh lệch. Hydro 3. Bên này là 1, với 2 là 3, đủ. Phosphor bên này là 1, bên này 1, đủ. Oxy 4. Bên này 4 oxy. Như vậy natri đây 2, natri đây 1, chúng ta thêm 2. Đủ. Qua trang tiếp theo. Câu 19. Rồi, chúng ta xem. Đây natri là 1. Natri này là 3. Như vậy chúng bên này là. Rồi tiếp theo xem coi như thế nào. H đây là 3. H bên này là 2. Vậy lửa giữa rồi. Được không? Còn H đây 3 mà H2 thế này là chúng ta phải làm sao đó, chúng ta phải nâng lên thành số chẵn. Đây H3 là H2. Số pho đây 1, với pho đây 1. Oxy đây 4, oxy đây 4 đủ. Như vậy giờ nó có 3 2 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là natri đi 1, natri đây là 3, như là chênh lệch. Cái hydro đi 3, hydro đây là 2. Được không? Chúng ta phải làm tròn lên cái số chẵn thành số lẻ. À, số lẻ thành số chẵn chứ, nhầm lắm. Thì như vậy cái số chẵn, số lẻ này chúng ta muốn làm chẵn lên thì chúng ta nhân 2 ha, nhân 2. 2 nhân 3 là 6 hydro. Bên này chúng ta sẽ thêm 3 là đủ 6 hydro. Được không? Mới đã thêm 2 đây rồi là thêm B nó thành là số 2. B thành số 2 thì bên này bắt buộc chúng ta phải thêm 2 để cho B nó thành 2. Oxy là 8, oxy là 8 đủ. Thêm 2 đây thì natri thành là số 6. 2 3 6. Rồi chúng ta kiểm tra lại natri 6, natri 6, hydro đây 6, hydro đây 6. B2, B2. Oxy đây 2 4 là 8, C8 đủ. Bài tiếp theo. Bài 21. C2 CD2 CD1 thì chúng ta từ từ chúng ta xem. Hydro đi 2, hydro đi 2 đủ. Oxy đây 2. Oxy đi 2 3. Bên này là 3. 3 là lửa giữa rồi đấy. Vậy CD2 này bắt buộc bên này chúng ta sẽ thêm 2 nha. Thêm 2. Thêm 2 thì dẫn tới 4 bên này 5 lửa giữa. 5 nha. Đây lấy thêm 2 vậy là 4, bên này là 5. 4 1 oxy nữa 1 là 5, như vậy bên này là lẻ. Được không? Lẻ. Lẻ thì ngay chỗ này là số 1, oxy 1 chúng ta sẽ thêm 2 để cho nó lên chẵn. Nha. Lên chẵn như vậy là oxy cái carbon bên này là 2, carbon bên này là 2.
thì chúng ta sẽ thêm lấy thêm 2 đây. Nhưng mà không được, chúng ta đã thêm 2 đây thì hydro nó lên 4 rồi. Đúng không? Lên 4. Lên 4 mà hydro đây mới có 2 thì chúng ta phải thêm 2 bên này mới được. Hydro lên 4. Như vậy C bây giờ lên 4 nha, như vậy chỗ này phải 4. 4 28 82 10 10 bên này đã có hạ sẵn 22 rồi. Thì chúng ta thêm 5. Để chúng ta kiểm tra lại xem. Carbon là 4. Bôn đây 4. Hydro đây là 4, hydro đây 4. Oxy 10, này là 4 2 8 2 10 nha. Mấy em mới đầu tiên thì mấy em chắc chắn mấy em sẽ làm sai chứ không phải là đúng. Mấy em chắc chắn đây có thể là thấy C2, chúng ta sẽ điền C2. Nhưng mà điền đây C2 thì nó lại bị lủng củng. Lủng củng chỗ nào là nếu như 2 2 4. Được không? 2 nha. Lấy điền 2C thì 2 2 4 4 với 1 oxy cho này 5. 5 mà bên này con số bên này số 2 thì nó lại không được. Được không? Bên này số lẻ. Số lẻ bên này số chẵn làm sao cho nó lên được cái mẫu chung được. Được không? Cái bầu chung được. Cho nên buộc lòng chúng ta phải con này là con lẻ thì chúng ta phải đổi nó lên thành con chẵn. Mà đổi con 2 lên thì cái oxy hydro nó lên 4. Lên 4 mà giờ bên này hydro có 2 thì chúng ta phải đậu đậu để 2. Để 2 đây thì carbon nó lại lên 4. Lên 4 rồi chúng ta đi đếm oxy rồi chúng ta thêm đây. K22. C4 đây là C1. Hydro 10, hydro đây 2. Yeah. Oxy đây 2, oxy đây 23, 213. Giả sử chúng ta điền đây 4. 4 thì oxy này 4 28 80 lại 80, cái này là hydro 10 không, ta điền 5 đây là 85 13. Nó lại lửa giữa 13. 13 thì chúng ta phải điền cái này là cái này là lẻ đúng không? Chúng ta phải điền lên. Điền lên là 5, lấy 5 đây 20 đúng không? Thì chúng ta không được. Ngay chỗ này thì lấy như vậy chúng ta chỉ điền có con 2 thôi, 2. Nếu như 2 như này là 20. 10 là 20. Giờ chỗ này chúng ta sẽ điền 10. Giờ hydro bằng, được không? Chúng ta sẽ điền như này là con 2. 2 4 8. 8 clo. 8 carbon. Oxy là 16. Và cái này là 13. Chúng ta đếm lại xem. Này là 8 carbon, này 8 carbon đủ. Hydro là 20. 20. Oxy là 3 26. 8 16. 16 10. 26 đủ. Rồi, bài 23. Chúng ta đếm coi xem, sim này là 2, C này 2 đủ. Hydro này 2, hydro này là 2 đủ. Brom là bên này 4, bên này 2. Như vậy chúng ta điền 2 đây là đủ, được không? Bài 24. Nguyên cái nhóm là C6H5O. Bên này cũng có C6H5O là đủ.
natri một, natri một đủ. Nhưng mà có cái con số con hát này nè, hát này bay này có một nhưng mà bay này là hai, một lần chúng ta phải thay bên này là hai, được không? Thêm hai bên này thì cái nhóm nguyên cái nhóm là C6H5O này nó lại thành hai, thành hai thì cái thằng cái nhóm này nó phải là lên hai, mà lên hai thì natri nó cũng lên hai thì natri này nó là cũng là lên hai. Câu 25. Cái nhóm CH3 COO đó. Bên này cũng có CH3 COO là đủ. Đó. Rồi. Hydro bên này bao nhiêu đây? Hydro bên này là 1, bên này là 2. Nào. Natri bên này là 2. Bên này có 1. Vậy chúng ta điền đi 2 được không? Mà điền đi 2 thì nguyên cái nhóm CH3COO này là lên 2 thì chúng ta lên 2. Nào. Rồi chúng ta đi xem là coi. Nguyên cái nhóm CH3COO này là 2, bên này cũng đủ rồi đúng không? Hydro đây 2 này, Hydro đây 2 đủ này. Na 2 này, đây Na 2 này, C1 oxy bên này là 3, bên này là 1 cộng với 2, với 2 này là 3, đủ. Câu 26. CH3CO, cái nhóm bên này và cái nhóm bên này đủ. Natri một. À. Hát đây với hát đây là 1, 1 là 2, bên này là H2. Đủ. Oxy một đủ. Vậy phương trình này cân bằng rồi. À, tự động bằng nhau rồi, không chúng ta không cần cân bằng. Tiếp theo, câu 27. Canxi bên này là 1, bên này là 1. À. O bên này là 2, O bên này là có 1. Được không? Vậy chúng ta sẽ thêm 2 vô đây. Thêm 2 thì khi đó thì hydro lên 4, bên này là 2. Được không? Bro bên này là 2, bên này có 1 thì chúng ta thêm 2 vô đây, được không? Như là đủ. H2 với 2 là 4, bên này là 4. Brom 2, brom bên này là 2, đủ. Câu 28. Canxi 1. O2. O bên này có 1. HBr2 bên này có 2. À. Thì chúng ta sẽ thêm 2 đủ để đủ oxy. Thêm 2 thì hydro lên 4. Đây là hydro 2. Thêm 2 nữa là hydro lên 4. Cứ lo 2 bên này, cứ lo 2 là đủ. Câu 29. Canxi đủ. Oxy bên này 2. Bữa lại bên này nữa là 4 nữa là 6. Bên này là 41 5. Bây giờ chúng ta có thể là chúng ta thêm đi 2 nên là 42 6 đủ, đúng không? Chúng ta thêm 2. Vậy hydro nó sẽ lên 4. Hydro đi 2 với hydro đi 2 nữa 4 đủ. Nhóm HO4 1, nhóm HO4 1 đủ. Câu 30. Canxi đủ. Natri
2, natri đây có 1. Chúng ta thêm 2. 2 natri bên này, 2 natri đủ nhóm OH đây 2 ha. Nhóm số 2 đây là OH này cũng là 2 ha. Bên này 2 đủ. Nhóm CO3, nhóm CO3 1 1 đủ. Câu 31. Natri 2, natri 2. H1, H1. Đủ. Được không? Không, H này chúng ta để cho qua đây này đi, được không? H1, H1 còn nhóm H4 mà nhiều nhóm H4, nhóm H4 này 1, nhóm H4 này 1. Được. Hydro đây 2, hydro đây 2. Ồ, đủ luôn rồi. Nó không khó cần cân bằng. Câu 32. Natri đi 2. Natri đi có 1, chúng ta thêm 2 đi. 2 clo thì bên này là 1 clo thì chúng ta thêm 2 clo. Hydro 2, hydro 2 đủ. H1, H1 đủ. Câu 33. Kali 3. Kali này 1. Nhưng mà đây là nhóm BO4 là 2 lần. Bên này BO4 nó có 1 lần. Vậy chúng ta thêm 2 đây ha. 2. Thêm 2 đây thì kali nó thành số 6 là 6. Nè, kali 6 này, 2 3 6 này, kali này là 6. Là cái nhóm OH này tới 6 lần rồi, đây là đã có 2 lần rồi, chúng ta thêm 3. Magnie 3, magnie 3 đủ. Câu 34. Magnie, magnie đủ. H đây là 1, H đây 2, clo đây 2, vậy chúng ta thêm đây 2 là đủ. Câu 35. Sắt 1, sắt 1. Hydro 2, hydro 2. Nhóm HO4 là 1, nhóm HO4 1, đủ, có cần cân bằng. Câu 36. Nhóm HO4 này chúng ta thấy 3 lần. HO4 3 lần. HO4 này chúng ta thấy có 1 lần, chúng ta thêm 3. Nhôm đây là bao nhiêu? 2, bên này có 1, chúng ta thêm 2 cho đủ nhôm. Rồi như vậy chúng ta sẽ xem cái oxy bao nhiêu đây. Đây 2 x 3 là 6 oxy. 6 oxy với bên này là 4, 3, 12. 4, 3, 12. À. Cái này là 4, 3, 12 đủ này. Cái này với cái này oxy đủ nhau này. Còn giờ lên đây là 6 oxy bên này. Bắt buộc phải 6 oxy. À. 6. Hydro là 6, 3, 10, 6 x 2, 12. 6 x 2, 12. Đây là 6. Đây 2 2 3 6. 2 x 3 là 6, 6 cộng 6 12, bên này 6. 6 hydro đủ. Câu 37. Nhôm cộng HCl. CL đây 3 lẻ, chúng ta làm thành chẵn là 2 nha. 2 3 6 clo, 6 CL là 6. Đã thêm 2 ra rồi thì 2 nhôm thì đây phải 2 nhôm. Rồi chúng ta đếm coi oxy bao nhiêu đây.
đếm oxy hoặc là đây 2 nhân 3 là 6 oxy. Bây giờ bên này có 1 thì chúng ta phải thêm 6. Tức là kiểm tra hydro lại, 6 nhân 2 là 12. 2 nhân cho 3 là 6, bên này 6 nữa là 12. 6 cộng 6 12, bên này 6 nhân 2 12 đủ. Qua trang tiếp theo. K đây 1, K đây 2. MN đây 1, MN đây 1. 1 là 2. Như vậy đây 2 MN. Đây là 1 2K. Thì chúng ta thêm đây 2K. Và đây là 2 MG 3, 2 MN, 2 MN đủ. 8 oxy. Đây này 42 là 6, 6 2 8 đủ rồi. Được. Rồi. 39. MN MN đủ. Clo bên này là 1, bên này là 2, 2 2 còn 2 4. Để chúng ta thêm 4 này đi. Được không? 4 đây thì hydro nó lên 4, bên này là hydro là có 2, chúng ta thêm 2. Chúng ta kiểm tra oxy coi, 2 oxy, bên này 2 oxy. Đủ. 40. Bên này là oxy 3, bên này oxy 4. À. 3 này 4. Vậy một lần chúng ta phải thêm 2 để cho nó lên chẳng là 6. Đó. Thêm 2 đây và đây phải thêm 2. Tại vì 2 kali thì đây phải 2 kali. 6 là 2 2 4 cộng 2 là 6 đủ. 741. Bari, bari đủ. Nhóm NO3 đây 2 lần. Bên này có nhóm NO3 có 1 lần. Thì chúng ta thêm 2 nha. Thêm 2 thì sau đó hydro nó 2, hydro lên đây 2. Nhóm ấy ấy cho 41, nhóm ấy 41 đủ. Rồi xong. 42. Bari bari 11 đủ. NO3 2 lần. Bên này có 1 lần chúng ta thêm 2. Natri 2 bên này natri 2 đủ. Nhóm SU41 bên này nhóm SU41 đủ. 43. Nhóm OH đây 3 lần. Nhóm OH này có 1 lần chúng ta thêm 3. Clo đây 3, clo đây có 1 chúng ta thêm 3. Natri đây 3, natri đây 3 đủ. 44. Nhôm. Nhôm 1, nhôm 1. Oxy 3, 1, 4. Oxy đây 2 với lại 3 lửa giữ. Hydro đây 3, 1, 4. Thế này là 2. Hydro đây 2.
natri 11. Nè khó ha. Này giả sử như chúng ta thay đây này là giữa, chúng ta thêm 2. 2 đây thì chúng ta phải thêm 2 đây. Được không? 2 đây thì natri đây 2, chúng ta phải thêm 2. Tại vì đĩa như vậy, đĩa cho có oxy nên nó thành số chẵn. Được không? Oxy này nó thành chẵn. Oxy đây 26 này. 6 28 này. Được không? 8. Bên này 2 24, bên này 4 nữa là bằng 8. Hydro bên này 6 28. Hydro bên này cũng là 8 đủ. Được không? Tại vì ngay chỗ này mà chúng ta thêm 2 chỗ này á thì không được. Được không? 2 chỗ này là không được, không được ở chỗ nào. Oxy là 3 1 và chỗ này là 4. Nếu như chỗ này chúng ta không thêm 2 thêm 2 á thì oxy 3 1 là 4 này. Oxy 2 2 là 4 đủ, nhưng mà hydro nó là không được. Đây là 2 2 hydro đúng không? 2 2 chỗ này với 2 là 4, còn hydro này, hydro này là 3 4 rồi. Cái này nó vậy thôi, đâu nhầm lẫn nữa. Chúng ta đây chứ đâu có cần thêm 2 đây ta, 2 là đủ rồi. Được, 2 là đủ rồi. Ngồi nhẩm quá nó lại lên lố luôn. 2. Kiểm tra lại thử xem. Nhôm 11. Oxy 3 14. 2 với 2 là 4 đủ. Hydro đây 3 với 14. 4. Natri. Natri 11. Ủa đủ rồi đúng không? Rồi tính lên lúa luôn nào. Bài 45. Oxy đây 3, oxy đây là 2. 3 này chúng ta chuyển thành là chẵn chúng ta thêm 2 để thành chẵn. Thêm 2 đây là này là thêm 3. Mà đã thêm 2 ra thì kali này 2 thì kali này phải là thêm 2. Sắt đây đủ. Nhớ mình NO3 là 3 lần, nhớ mình NO3 này có 1 lần, chúng ta thêm 3. Thêm 3 thì kali thành 3, chúng ta thêm 3. Nhớ OH đây 3, nhớ OH đây 3 đủ. Bốn sáu. Na2 đủ. Nhóm ấy chú bóng, nhóm ấy chú bóng đầy đủ. 11. Hydro đây 2 đủ. C1 O3 2 1 3 đủ. Vậy phương trình này đủ luôn rồi, khỏi cần căn bài. Bốn bảy. Clo đây 1, clo đây 2. Chúng ta thêm 2 đây đi. Thêm 2 thì hydro này nó là 2. Hydro là 2 đủ.
canxi 1, canxi 1. CO3, CO1, 3 oxy, đây 2, 1, 3, đủ. Thêm 2 là đủ. 48. Bari, 1, 1. Clo đây 2. Clo đây 1, chúng ta thêm 2. Thêm 2. Thì hydro này là 2. Hydro này 2 là 4. Bên này hydro này có 2, chúng ta thêm 2. Hydro 4 đủ. Oxy ở đây 2, oxy đây 2 đủ. Bốn chín. Bari, bari 1, 1 đủ. H1, H2. Brom 2 này, brom 1. Chúng ta thêm 2. Oxy 1, oxy 1 đủ. 50. Sắt. Sắt đây là 1, đây là sắt là 3. O2 này là O4. Vậy này đơn giản, chúng ta thêm 2 là đủ 4, cái này thêm 3. Năm mốt. Natri cộng oxy Na2O. Như vậy cái này oxy là 2, cái này là oxy 1, chúng ta làm cho nó chẵn là 2. Thêm 2 thì natri nó thành 4 đúng không? 4. Câu 52. B2O5 H2. Đây là B2 thì đây B có 1. Vậy chúng ta sẽ thêm đây là 2, tại vì đây 2B. Thì chúng ta sẽ thêm đây là 2 đủ B. Hydro thành là 6. 6 thì chúng ta đây thêm 3. Oxy là 5, 5 cộng 3 là 8. 2, 4, 8 đủ. Câu 53. HG. Này HG1, HG1. Oxy 1, oxy 2. Chúng ta thêm đây 2. 2 thì HG nữa thành là 2. Năm tư. Sắt 1 đây là sắt 2. Này chúng ta thêm 2 đây đi ha. Thêm 2 đây thì oxy nó trở thành là hydro trước đi. Hydro là 6. Bên này có 2 thì chúng ta thêm 3. Oxy đây 3, oxy đây 3 là 6. Oxy đây 2, 3 là 6 đủ. Câu 55. Nitơ. Nitơ 1, nitơ 1. Hydro đây 3, hydro đây 2 là đây 3, đây 2. Được. 3 đây 2 lửa giữa. Oxy đây là 1, 1 là 2, bên này 2 đủ. Nhưng mà hydro này nó bị lệch. Chúng ta làm cái hydro này lên thành số chẵn. Chúng ta nhân 2. Nếu giả sử chúng ta nhân 2, 2, 3, 6. Chúng ta thêm 3 đây. 3 đây thì không được. Thêm 3 này là 3, 3 oxy mà đây là 3 nữa.
Đây là nếu như thêm chỗ này thêm 2 thì đủ 6 hydro, bên này là thêm 3. 3 oxy. Này là lẻ, 3 oxy là lẻ. Cái này thêm 2 là 5, lẻ. Được không? Nếu thì giả sử thêm 2 chỗ này để cái này số chẵn thì nó là 6 hydro. 6 hydro nhưng mà bên này là 6 hydro, chúng ta buộc lòng chúng ta phải thêm 3 để đủ 6 hydro. 3 nó là 3 oxy. Mà để, ngay chỗ này là thêm 2 thì nitơ này phải thêm 2. 2 với lại 3 là 5. Bên này là lẻ. Được. Đây 2. Mà đây là 5 là số lẻ. Nên buộc lòng chúng ta phải thêm 3 không được. Nó cũng lẻ, chúng ta thêm bóng nè. Bóng 3 12. Ngay chỗ này là như vậy, chỗ này là chúng ta phải thêm 6 là 12. Như là oxy bên này là 6 chẵn. Bên này nitơ 4 thì bên này bắt buộc bên này nitơ là 4. 4 4 oxy cộng 6 oxy là 10 oxy, bên này thêm 5. Đẹp luôn. Rồi. Trang tiếp theo. Cho 56. Lưu quên. 1 bên này 1. Nitơ này 2, hydro này 2, 2 bên này 1. Thêm 2 đi nha. Thêm 2 thì nitơ nó là 2. Thêm 2. Rồi chúng ta kiểm tra lại coi đúng chưa. Oxy là 6. Oxy này 42 là 6 đủ. Nitơ mới giờ đếm. Nitơ 2, nitơ 2. Hydro 2, hydro 2 đủ. Câu 57. NO2 N1 N1 oxy là 2 với 2 4 1 5, bên này là 3. Chúng ta lấy giả sử chúng ta thêm 2 là 6. Thêm 2 6. Thêm 2 thì này là lên 2. Tại vì thêm 2 thì nitơ nó lên 2 thì nitơ bên này phải 2. 2 4 6 không được, thêm 2 không được, 4 với 6 7 không được. Như vậy này thêm 2 không 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 hợp lý. Chúng ta thêm 3, 3 9 thì nó lẻ, chúng ta thêm 4 đi. 4 như vậy hydro chỗ này là 4. Được không? 4 này chỗ này chúng ta thêm 2. 2 hydro đủ 4. Nitơ chúng ta 4 thì chúng ta đây phải thêm 4. Đếm oxy là coi 4 28 20. 10 với 2 là 12, 4 3 12 đủ luôn, đẹp. Câu 58. Sắt 1 sắt 1. NO3 là 3, bên này là 3. 3 nhóm, bên này có 1 nhóm. Thì chúng ta thêm 3. Clo đây 3, clo đây có 1, chúng ta thêm 3. Bạc 3 đủ, clo 3 đủ. Nhóm NO3 3, nhóm NO3 này 3 đủ. Câu 59. N1 N1 hydro 2, hydro đây 1, oxy 2 1 3 3 1 4 nitơ đây là đây 2, đây 2, chúng ta thêm 2 đây đi.
2 nitơ. Hai một ba, chúng ta thêm ba, 326 oxy, 617, 236, 617, vô tình là đúng. Câu cuối cùng, câu số 10. Nhóm HO4 này, chúng ta thấy ba là, bên này có một là, chúng ta thêm 3. Và bari thêm 3, ba ngay giữa bari 3 thì bên này bari cũng phải là 3. Nhôm đây 2 thì nhôm đây phải 2. Rồi, xem lại nhóm NO3 đây 2 này, nhân 3 lần nữa 6 này. Nhóm NO3 này 2 3 6 đủ này. Nhóm ấy cho bóng 3 lần này, số 3 này. Nhôm ấy chú bóng 3 lần đủ này, nhôm 2, nhôm 2. Rồi. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.